Chào cả các bạn, lúc này kênh của mình các bạn ơi. Hôm nay các bạn sẽ cùng mình đi gấp kèn lá chuối nha. Bây giờ mình sẽ cấu cái phần này đi. Có hai phần cho nó đỡ cứng. Cứng là khó, không được. Bây giờ các bạn sẽ cùng mình là đi gấp nha. Đấy, đây mới là gọi là cái kèn. Đấy, lại. Mình quậy ra là xem rất thật vui chứ. Các bạn ơi, mình thề với các bạn là cái này không tự làm dễ, không phải dễ lắm đâu, mà quá khó ấy. Các bạn ơi, bây giờ các bạn cùng mình gấp lại nha. Gấp là gấp bé thôi, gấp được mà gấp to, gấp to như cái các bạn ơi, người ta thường bảo là quận kèn là chuối, các bạn gấp kèn là chuối, mình cứ bảo gấp kèn, gấp sao gấp được. Còn mấy cái này chúng ta gấp thôi, gấp xong thì có trò chơi luôn. Đấy dài. Đấy. Em mình nào. Các bạn ơi. Nó vui chứ nào. Không thành công. Không bao giờ vui. Các bạn ơi, mình gấp xong rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng mình đi thổi nha. Các bạn ơi, cái này còn phải lấy hơi. Lấy hơi lại. Vui quá rồi các bạn ơi. Đây. Lấy hơi thật sâu nhưng mà bây giờ mình không phải lấy hơi nữa. Mỏi giờ quá. Dát hai bên má này quá, cho các bạn nhìn tí nhá. Mình để đây. Mình sẽ gấp cái khác. Xem nhớ phải thổi được chưa. Một cái làm được, hai cái phải làm được. Không phải, không thể làm. Đây mình sẽ thổi, vừa thổi vừa làm giai điệu nha. Lên. Yeah, please. Nào. Oh.
chỉ có cái của mình biết làm hiện thực thôi. Chị mình cũng đang làm kìa. Làm được. Nếu mình làm được thôi. Đây, bây giờ xin mời làm nhạc Trần Quỳnh Nhi nha. Các bạn ơi, mình gấp được hai cái bây giờ. Xin mời. À các bạn ơi, gấp như này thì các bạn phải gấp thật đều thì nó mới thổi được nhá, và phải lấy hơi thật nhiều vào. Mình thì vừa nãy thì lấy hơi thật nhiều, bây giờ nó mới thổi được ấy. Bây giờ mình sẽ làm lại. Xin mời là nhạc cho mình đi ra. Các bạn ơi, các bạn vừa của mình là đi cuộn rồi. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi cuộn tiếp. Các bạn lại. Quá chấn. Chẳng biết có ai mượn không đến cho mượn. Đây, mình cuộn như bắt đầu từ cái cuộn đầu. Các bạn cuộn thật đều tay. Của mình là đi quận kèm là chuối rồi đấy. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì like cái kênh của mình nhé. Các bạn nhớ cái gì cho được mình các bạn. Bye bye.